Ok, bữa ăn thứ ba. Hôm nay là bữa ăn thứ tư rồi. Ngày thứ tư ăn chung. Siro xích ra. Thiếu này này. Để yên ở đây nhá. Để xuống anh lấy thêm đồ ăn nhá. Để yên ở đây. Chờ nhá. Không đứa nào được ăn đâu. Riêng con cọp này chưa rèn luyện được đủ thì phải vào trong chuồng nằm. Nào. Ra đây. Bế cọp theo. Mấy đứa ở yên cái sò nhá, để nguyên đấy nhá. Tôi cũng không đứa nào sò mà ở yên đấy. Để anh xuống anh lấy thêm đồ ăn. Ngồi yên đấy. Lên là đứa nào mà ăn vụng anh bụng đấy. Nhưng không phải chịu đùa đâu, ở yên đấy. Đấy, làm chắc anh. Ở yên cái sò. Không có phải ra đây. Anh bảo ngồi nào, cọc sai, anh bảo ngồi chân ở đấy chờ các bạn, lùi lại. Tại sao mấy đứa lại chạy theo hầm nhỉ? Bảo ngồi yên ở đấy chờ để đi chạy theo cái này. Bây giờ còn thiếu này một ca chi ba này. Nguyên đấy chờ mà mấy đứa lại chạy theo làm gì hả? Mấy đứa có bị hâm không? Chưa được. Nước lạnh quá. Chưa được. Nào. Chưa được. Không. Không. Úp giờ. Xong đâu, không phải cãi. Cãi gì? Cấm cãi. Chưa được. Bớt nước đi chứ còn cọc mà biết ăn nước. Đây, cọc ăn đây. Nào đưa cho mới được ăn. Chứ không phải vớ vẩn đâu.
Villa Siro Lassi ra đây. Lassi. Đây, Lassi đây. Cọc ăn phần của cọc đi. Đấy. Tình hình cái bữa hôm nay đó. Cọc, phần của cọc đâu? Rồi. Cứ thích đi ăn nhặt phần của con khác kìa. Nào. À, hôm nay đi sang trại cho con Lucky nó lấy giống với lại con Marvin. Thành ra là về hơi muộn. Về cho chúng nó ăn thì đấy, như mọi người xem video đấy, là đang lấy hạt ra cho chúng nó ăn thì hết hạt. Thành ra là phải xuống dưới tầng dưới để lấy hạt. Thế mà xuống dưới tầng dưới để lấy hạt thì bảo chúng nó ở trên này chúng nó chờ, chúng nó không được ăn thì chúng nó lại chạy theo ra cho nó hóng. Nhưng mà cũng là ngoan, là không có đứa nào ăn vụng cả. Mình thì cũng chưa có xem lại, nhưng chắc là không có đứa nào ăn vụng. Chứ nếu mà ăn vụng thì nó bung bét hạt ra rồi. Cái giống ăn vụng mà nó ăn là nó hay bị rơi vãi lắm. À, rất là ngoan. Nó rất là ngoan. Cọc ơi, phần của cọc đâu? Phần của cọc đâu? Phần của cọc đã ăn hết chưa? Chưa ăn hết phần mà đã định ra đi ăn xin phần của chị Messi à? Phần của cọc ấy ăn hết rồi. Messi cứ ăn từ từ, không phải ăn vội đâu. Ăn cái hạt này nó hơi bé, ăn vội này cũng nghẹn đấy, nuốt vọt quá. Chưa, anh nhìn thấy một hạt rơi kìa, Tila kìa. Không có phải có hạt rơi không? Kìa kìa, hạt rơi kìa. Đây này. Nhìn thấy không? Đấy. Nào. Phần của em tại sao siro ấy? Đấy vào đấy. Em nó vẫn còn ăn, chưa ăn xong đâu. Con cọc mà ăn cái kiểu đấy là ăn mà phần để lại một tí thì chị siro ăn xong rồi thì chị siro ăn. Siro vào trong chuồng, trong mỏ, nằm ở trong mỏ chờ, nằm đấy. Mẹ với lại em chưa ăn xong, cứ từ từ. Nào, con cọc có ăn nữa không? Trường hợp không ăn nữa thì để cho chị ăn. Chị là tưởng là ăn xong rồi đấy. Đấy, giờ để lại đúng hai viên canxi à? À, để lại đúng hai viên canxi, thế thì hỏng rồi. Cạy tai lên rồi cho nên là không cần canxi đúng không? Cho biết là hai viên canxi này đưa cho chị siro, là bây giờ chị siro đang mang bầu cho nên mới không cho chị siro ăn đấy. Còn chị siro chỉ muốn nốt nhạc thôi, điếm không rơi chứ gì cả. Messi không ăn hết, Messi ăn thừa. Trường hợp nếu mà ăn mà thừa thì để anh xử lý. Chắc là nó chê con cọc cute này là nó khi mà nó ăn cái viên canxi đấy là nó ăn nó nhai, nó bị vỡ ra, nó làm cho nó bị khô. Bị khô là cho nên nó ăn rồi nó nhà lại đúng như viên canxi. Đây, đây nhà lại này, nhà lại đúng viên canxi là ok cho siro đứng nó xử lý. Ui giời, siro cũng lại cắn rồi còn nói năng gì. Ăn hạt thì nuốt trứng mà ăn viên canxi thì lại cắn. Ăn hạt thì nuốt trứng mà ăn viên canxi thì lại cắn là sao? Nào, từ đã. Rồi, thế là Messi ăn thường tí nhá. Đấy, Messi vào trong này ngồi,
và trong này ngồi chào khán giả đang có mùi của con đang có mùi của cháu Hắc Kỳ đó, cháu Hắc Kỳ với lại thằng Vin với lại thằng Bruno đang có mùi của nguyên hoa nào. Đây là Pila, Pila giải quyết nốt một viên canxi và một hạt này còn nằm trên thế chi này, viên canxi mất nhìn của anh ấy. Con cọc đâu ra đây xem nào, không cần rửa bát được, nhát rồi nhát rồi, con cọc cái viên canxi này bây giờ nào, siro xích ra nào, để yên cho em uống thuốc nào. Nuốt không nhè, cấm không nhè, ui giời vỡ luôn, thế là thôi, tí cả viên canxi vì nó bị vỡ luôn rồi. Đấy chứ này, ok nào, chúng ta ra đây chúng ta chào khán giả đi nào, ra đây đã xong đâu, ăn con để ra đây để chào hỏi đàng hoàng à, nhìn về đằng kia ngồi xuống. Pila vào trong ổ đây, vào nằm đấy, chia cái bụng béo đi, ok rồi, nhìn kia siro nằm xuống, xích vào đây, quay mặt về đằng trước đi kìa, đúng rồi, nhớ ngay cả vào lưỡi này, cấm cái phát giờ. Ô, xin chào tất cả mọi người.